Vậy là ông trời đã quyết định cho mình gặp mình tối. Mày đâu vậy? Sao tao gọi mày không nghe? Cũng không gọi về nhà nữa. Dạ. Em đi thăm mấy đứa bạn cũ. Đi cái gì? Nè nè, ngày mai có show diễn mày biết chưa? Có show diễn hả anh? Ừ. Chị Thảo My muốn mày lên thử đồ đó. Nghe đâu còn mình mày chưa thử. Dạ, em biết rồi. Cái tay mày bị gì vậy? Dạ không có sao hết anh. Để tao coi coi. Bị cắn rõ ràng mà nói không bị là sao? Đã nói là không sao mà. Cái thằng này, mày đi gây chuyện ở đâu nữa hả? Không có. Em dậy với mấy đứa bạn bị nó cắn. Thôi em mệt quá, em buồn ngủ, em đi ngủ trước à. Anh đừng quan tâm tới em không có sao đâu. Sao mày chưa thay đồ đi hả? Đầu tóc thì bù xù. Mày mới gây lộn với ai nữa phải không? Anh nói lung tung cái gì vậy? Thay đồ lại đi. Anh Minh Huy, ông Giang muốn anh ra ngoài tập trung với em đó. Chương trình có thay đổi rồi. Hôm nay em sẽ diễn chính với anh chứ không phải cô ta. Mình khôi đâu? Em đâu có biết đâu. Bình thường có đúng giờ lắm mà. Vậy mà hôm nay không thấy mặt mũi đâu hết. Đã vậy cũng không gọi điện thoại tới nữa. Chắc là muốn bỏ show chứ gì. Bình Khôi chưa tới à? Bình Khôi chưa tới nữa. Anh đã thư gọi cho Thanh Yến chưa? Cái con nhỏ này suốt ngày chỉ lo chuyện yêu đương. Không đâu, tôi thấy Bình Khôi rất muốn làm show này. Chắc là cổ đang trên đường tới đó. Hay là chúng ta ráng đợi chút đi. Không còn thời gian đâu. Nói Thu Hà thế đi. Cô cứ như vậy hoài á là bể show đó. Anh Giang, đi đâu nãy giờ không nghe tôi kêu cậu ra giật Thu Hà hả? Anh, em nghĩ chắc Bình Khôi có chuyện gì á, chứ Bình Khôi không có trễ vậy đâu. Vậy thì sao? Dạ, mình chờ chút được không anh? Ngu ơi là ngu, giờ này không phân biệt ra ai là bạn ai là thù. Quên ngay con nhỏ đó đi. Đi qua vợ với Thu Hà.
Cô tới rồi. Em xin lỗi, em đến trễ. Sao em đến trễ vậy? Chị vừa chỉnh áo theo sao Thu Hà rồi. Thôi em mau thay áo khác đi, trễ giờ rồi đó. Bây giờ là mấy giờ? Em xin lỗi. Có người khác thế rồi, cô về đi. Em xin lỗi anh. Thu Hà đã thế cô, ở đây không ai cần cô nữa đâu. Em ra đi. Sao vậy? Em tưởng diễn chính là dễ lắm hả? Đã nhận lời người ta thì làm cho đàng hoàng đi. Em thay đồ đi. Em bị gì vậy? Anh la lớn cho người ta biết luôn đi. Em bị cái gì? Anh muốn anh nói thế nào? Xem tí nữa là em bị người ta cưỡng bức đó. Anh muốn anh kể tỉ mỉ hả? Thằng nào làm chuyện này? Anh không biết hả? Anh xem những người xung quanh Hồng Giang đi. Xem người nào đầu bị xương tay bị cắn. Ông nghĩ ông làm như vậy em sẽ sợ mà về làm cho ổng hả? Đừng hòng. Ổng làm to rồi. Để xem các người sẽ bị trời trừng phạt như thế nào đây. Ngày hôm nay em đi đâu vậy? Đồ đạc trong xưởng anh mua xong hết rồi. Hôm nay mẹ em mua đồ cùng anh thì tốt biết mấy. Em tưởng anh sẽ đến xem em diễn. Anh thì không có thời gian. Nếu như là show diễn quần jean thì anh tới xem. Sao rồi? Show diễn ổn chứ? À đúng rồi, em đã có ý tưởng chưa? Có mang bản phác thảo cho anh coi không? Hiện giờ điều gì là quan trọng nhất đối với anh vậy? Anh muốn giành lại vị trí của ba anh đúng không? Vì vậy mà anh cần tới em. Em thông cảm cho anh chứ. Em vừa là bạn, vừa là cộng tác, vừa là người yêu của anh nữa. Với lại nỗi khổ của anh em cũng đã biết rõ rồi kia mà. Đúng rồi. Mất dạy. Tại sao mày làm vậy? Tại sao làm vậy? Em cũng làm gì hết. Em chỉ Tại sao? Được rồi, anh giết em đi. Cô vợ mình coi đã quan trọng với anh lắm hả? Tại sao mày làm vậy? Đúng quá. Ông cho tiền em, kêu em làm như vậy đó. Nhưng mà ông không cho tiền, em cũng làm như vậy nữa. Tại vì con vợ mình coi đã thấy ghét lắm. Lúc nào cũng tán tụng Duy Thanh hết. Em muốn cho nó một bài học thôi. Anh nhu nhược quá, nó xem thường anh đó. Lâu quá à. Hơn 15 phút rồi mà không có chiếc xe taxi nào hết vậy. Anh nghĩ sở dĩ là người ta muốn kết hôn là tại vì người ta không muốn xa nhau. Anh gọi lại cho tổng đài đi.
anh có gọi đâu. Gọi điện tổng đài không ai bắt máy, mà giờ này làm gì taxi nào nó chạy nữa. Giờ này taxi nó ngủ hết rồi. Thôi bây giờ vậy đi, chúng ta thống nhất nha. Nếu như ba lần mà quát taxi không được á, thì anh sẽ không cho em về nữa. Như vậy là một lần.